Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một video theo như yêu cầu của bạn Thúy Lê. Have you ever been charged with committing attempt to commit assisting in committing crime or offense? Câu này giống câu 22. Nói không. Have you ever been convicted of crime or offense? Bạn có từng bao giờ mà bị kết án gì chưa? Chưa. Have you ever been placed in alternative sentences or rehabilitative program, for example, diversion, deferred prosecution, withheld attestation. Cái này vấn đề pháp luật. Bạn có từng bao giờ bị đưa vào những cái trại mà cải tạo hoặc là cái trại mà cho những cái người phạm tội đó? Have you ever received suspended sentence, been placed on probation, been paroled? Khi mà bạn xảy ra những cái chuyện đó thì bạn có bị cái án là coi như là án treo hay là án thả lỏng rồi gì đó thì mình nói không. If you answer yes, complete probation parole. Nếu mà có thì thời hạn giam lỏng giam đồ á thì bạn đã xong chưa? Have you ever been in jail or prison? Bạn có đi vô tù rồi gì chưa? Có bị vô tù là cái này không có bao gồm là người công nhân hoặc là trong đó này. Rồi, nếu có thì bao lâu? Rồi, ngày tháng năm sinh rồi gì đó. Tại đây thì mình đã được hơn nửa đoạn đường. Bây giờ mình tiếp tục thêm 2 trang nữa là mình sẽ xong. Từ câu 30 tới câu 46, nếu mà bạn trả lời yes, trừ câu 37 hoặc 38 thì bạn phải cần kèm theo một cái giấy giải thích lý do tại sao mà mình nói yes. Thì yes về cái chuyện gì? Ví dụ, have you ever been a habitual drunker? Là bạn có thường bị say xỉn, bị bắt không? Nó đi vào record đó. Ví dụ lái xe hả? Lái xe mà bị DUI đó thì nó được gọi là habitual drunker. Lái xe mà uống rượu uống bia đó. Been a prostitute or procure anyone for prostitution? Cái này là bán thân hả? Bán thân để mà làm những cái chuyện phi đạo đức á, hoặc là trợ giúp không, trợ giúp những cái người đó thì mình nói không. So smuggle control substances, illegal drugs or narcotics. Những cái từ này đều là những cái từ mà về những cái thuốc lậu á, thuốc ma túy á, những cái chất gì đó. Bạn có từng bán hoặc là smuggle là buôn lậu những cái chất như vậy. Rồi tiếp theo, D, been married to more than one person at the same time. Một số nơi thì sao có cái ví dụ là mình có thể kết hôn với 2-3 người cùng một lần, nhưng ở Mỹ đây thì nó không có cho phép cái chuyện đó. Thì nó hỏi ở đây bạn có từng bao giờ đám cưới kết hôn với hơn một người không, cùng một lúc không? Marry to someone in order to obtain immigration benefits. Cái này là lợi dụng này. Bạn có từng bao giờ lợi dụng ai cưới họ đó để mà được nhận cái benefit không? Cái này thì mình nói không được. Tuy nó có nhưng mà thôi khỏi. Help anyone to enter or try to enter the United States illegally. Có giúp ai đi vào Mỹ một cách bất hợp pháp không? Không. Gamble illegally or receive income from illegal gambling. Cái này là có chơi bài bạc hay gì không? Buôn lậu. Bài bạc mà không có chính thức á. Mình nói không. Fail to support your dependents or pay alimony. Cái này liên quan về gia đình. Ví dụ bạn chia tay thì bạn phải trả tiền child support đúng không? Mà mình không có chịu trả thì nó gọi là fail to support, là không có giúp cái tiền mà sau khi chia tay cho con cái dưới 18 tuổi đó.
Make any representation to obtain any public benefit in the United States. Misrepresentation có nghĩa là loan tin bừa bãi gì đó để mà lấy cái quyền lợi của công chúng. Cái này bao gồm những cái cuộc lừa đảo nữa các bạn. Have you ever given any US government official any information or documentation that was fail, fraudulent or misleading? Bạn có từng nộp những cái giấy giấy tờ mà nó sai, sai thông tin, nó không có đúng cho những cái nhân viên làm việc chính phủ không? Đó. Have you ever lied to any US government official to gain entry or admission to the United States or gain immigration benefit while in the United States? Bạn có bao giờ lừa dối để mà đi vào nước Mỹ hoặc là hưởng lợi ích của immigration di trú dân khi mà ở trong US không? Không. Have you ever been removed, excluded, deported from the United States? Bạn có từng bị đuổi ra khỏi Mỹ nào chưa? Chưa. Have you ever been ordered to remove, exclude, deported from United States? Bạn có từng câu này giống câu trên hả? Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceeding? Bạn có từng bao giờ bị đưa vào trong cái danh sách mà chuẩn bị đuổi đi không? Không. Are you a removal, exclusion, rescission or deportation proceeding currently pending against you? Bạn đang có những cái bị đuổi này không? Không. Have you ever served in the US Armed Forces? Bạn có từng đi lính Mỹ không? Nếu bạn có thì bạn nói có, còn không thì thôi. Are you currently a member of US Armed Forces? Câu này như câu trên. Nếu có thì cung cấp giấy tờ cho họ. Thì theo. 39. Have you ever been court-martialed, administratively separated or disciplined, or have you received an other than honorable discharge while in the US Armed Forces? Về quân đội á, thì bạn có bao giờ bị phân chia rẽ, bị chia rẽ ra vì vấn đề hành chính gì đó, hoặc là bị kiểm điểm, hoặc là được giải ngũ một cách rất là danh dự khi mà phục vụ trong quân đội Mỹ chưa? Bạn có từng bao giờ được giải ngũ khỏi huấn luyện hoặc là phục vụ quân đội tại vì bạn là một người alien? Alien ở đây không phải là người ngoài hành tinh mà mình dịch theo một cách dễ hiểu hơn, đó là những người không phải công dân Mỹ. Nên mình nói là không. Have you ever left the United States to avoid being drafted in the US Armed Forces? Bạn có từng bao giờ trốn ra khỏi Mỹ để mà khỏi bị đi vô quân đội không? Không. Have you ever applied or any kind of exemption from US military service in the armed forces? Bạn có từng apply cái đơn gì đó để mà khỏi đi vào phục vụ quân đội không? Mình nói không. Have you ever deserted from US armed forces? Bạn có từng bị bỏ rơi trong khi ở trong quân đội không? Bỏ rơi không phải là không ai chơi với mình, nhưng mà cái này là bị bỏ rơi lại, người ta quên đón bạn á.
ví dụ đi chiến tranh gì đó, rồi tìm thấy bà núp kỵ quá đó, tìm thấy bà rồi người máy bay nó bay đi, thì bà bị deserted, là bị bỏ rơi lại. Thì mình nói không ha. Tiếp theo là phần này là phần cuối cùng này, là tới phần 13 là mình hết rồi. Nếu mà bạn là cái người đang học college mà tuổi từ 18 đến 26 thì thường thường là bạn xin tiền trợ cấp đi học đó, thì bạn phải làm cái financial aid. Thì nếu mà bạn làm á thì bạn nói yes, rồi bạn cho cái số selected number của bạn vào đó. Rồi 45 này, 45 này. Nếu mà bạn trả lời không á, 45 tới 50 này nè. Nếu mà bạn trả lời không á thì bạn phải phải có một cái giấy gọi là giải thích tại sao mà bạn lại nói không. Tại vì những câu hỏi này là các bạn đoán là mình sẽ nói yes, ủng hộ nước Mỹ được dài không á. Bây giờ mình bắt đầu nè. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Bạn có ủng hộ cái hiến pháp và cái dạng chính phủ của nước Mỹ không? Chắc chắn rồi. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Bạn có hiểu cái lời thề trung thành với nước Mỹ là gì không? Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Bạn có tự nguyện là đọc cái lời thề trung thành với nước Mỹ không? Có. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Rồi, nếu mà cái luật lệ mà nó quy định á, nó cần á, thì bạn có sẵn sàng để mà ra tay giúp nước Mỹ không? Có bác hỏi thì ví dụ như tôi không có tay thì làm thế nào? Thì trong trường hợp họ sẽ không kêu các bác đi tham gia quân đội đâu. If the law requires it, are you willing to perform any non-combatant services in the United States, in the U.S. Armed Forces? Có nghĩa là nếu mà luật lệ mà nó cần á, thì bạn có sẵn sàng để mà phục vụ trong những cái việc mà không tham gia vào chiến trận quân sự không? Ví dụ làm y tá, làm doctor rồi vậy đó. Thì mình nói yes. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Nếu mà luật lệ mà nó cần thì bạn có sẵn sàng làm những cái việc mà quan trọng cho quốc gia dưới sự hướng dẫn của những cái người dân không? Yes, liền. Rồi, bây giờ các bạn ký. Rồi, cho các bạn ký tên và kiểm tra. Rồi, xin chúc mừng các bạn.